Chào mọi người, bây giờ là mình đang có mặt ở Nun Bè. Ý hở quá, không thích. Ôi giời ơi, đừng tăng. Anh sẽ đi đằng sau. Người ta bắt mình phải gửi đồ các bạn ạ. Nhưng mà bắt buộc phải gửi à? Mình vẫn không biết check vé đâu mọi người ơi. Conan hay sao kìa? Oder hast du mir das falsche gezeigt? Wer von euch ist denn das? Paulista. Warst du schon? Hier. Warst du? Okay, ja. Doch, làm gì? Ăn à? Đi ăn đã. Ăn đã. Tắt máy đi ăn đã. Em không đói nữa rồi. Em qua cơn đói rồi. Sao tối mong vậy? Ủa, trong 4. Ăn mấy bánh này? Làm mấy cái bánh gì đấy? Nó chỉ có thế thôi. Có đồ ăn bên trong mà. Đây này. Bù đề này. Hansen. Em có mang thẻ không? Em không ạ. Anh này mang mà. Ai giờ 2 mang đi thế? Dạ. Một cái là Hansen xin chào. Đó. Chị uống gì? Anh uống nước rồi. Nên hình đẹp mà. Ngon đấy, mỗi đứa một miếng nhỉ. Ngồi đâu đây? Đây đây đây, sao có bàn chỗ này? Đây, đây ngồi chỗ này ngay đây luôn đi. Ừ thì ngồi đây được. Đây á? Ừ. Ok nha. Tức là review đi. Đã ăn đâu mà review. Review món ăn đi. Đói nên thấy ngon. Coca au lách cờ. Chẳng biết. Ngon không? Ngon. Ủa ơi. Thì từ đó để app story. Ăn mẹ rồi. Bây giờ ngon biết. Ăn đi ô. Ăn đi. Thôi ngại. Em uống nước. Ừ, uống đi, uống đi. Từ từ á, từ từ. Quay nhầm. Ờ. Xin chào. Mình có trái nước mà. Ừ. Ngon tuyết. Ừ. Ngon. Ngon anh. Ngon. Bảo kèm nãy em ăn ba gói. Ừ. Làm anh được cái nung. Có. Mới qua. Đi vào đây. Xong rồi. Đấy. Xong rồi. Đấy. Ừ. 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 Ừ
cái gì vậy? Bún gà hồi đấy. Không ngờ bên Đức kiểu nó chuộng cái này như thế nhỉ? Nó còn không em. Eo như BD ấy nhỉ? Bao nhiêu chai? To hơn cái này. Ông phải sợ. Anh nhìn như này nó to lắm rồi. Cái đồ cũng không thái. Anh bảo là tao không cần cái đấy. Gặp cái trai ấy. Ừ, chúng ta đã lồn ra em vừa bảo mà. Con gái á? Con gái. Rồi. Giờ mới nhìn thấy thằng Luffy. Luffy là xấu đấy. Luffy là xấu. Vậy xin cả xấu. Toàn cái gì ý? Ui, phép ngoài kìa. Nhiều rồi. Xong là lại xoay. Cô tay nữa. Ê, cho xin chụp ảnh anh này được không? Thôi đừng trông hơi ngại lắm. Giờ... Ủa sao nhanh thế? Đi chú ý, chú ý. Đừng ngại. Đấy. Biết đâu được. Ui, thanh niên. Có đêm gì? Có đêm gì? Ôi, chơi máy tính luôn này. Được chơi đấy. Vâng, sau đây là phòng... Đi đứng kiểu gì ấy? Đi đứng kiểu gì ấy? Nhanh lên. Chưa thấy, đây rồi. Trời. Chụp à? Ba là ok, ok, đẹp nhá.